quay và giới thiệu cho bà con mình con Samco ha, đời 26 ha, máy 3 chấm nha, form mới, mẫu mới nha, ghế đỏ, sàn đỏ, xe cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em bà con quan tâm thì hãy theo dõi hết video nha. Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã đến với kênh mua bán của Tùng An Phát nha. Lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Một ngày làm việc thật hiệu quả và mang lại những gì giá trị nhất cuộc sống nha. Thì hôm nay em sẽ lên sóng cho bà con mình dịp gần Tết nè. Em lên cho bà con mình mấy mẫu Samco giá rẻ nè. Đó, con này thì đời 26 ha, form mới ha. Đèn LED đồ các kiểu con nào điểu ha. Đó thì hôm nay em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe để giới thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem và tham khảo nó như thế nào ha. Mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn liên hệ số điện thoại của Tùng An Phát nha. Số điện thoại cũ, số Zalo cũ luôn, số 0988 454 318 ha, để có thêm thông tin về xe và để có được cái giá tốt nhất cho bà con của mình nha. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe luôn. Quay từ phần đồng sơn phía ngoài và nội thất, thùng sàn nó cốp đồ coi thử nó như thế nào để em quay hết cho bà con mình xem ha. Trên một cái video này, mong anh chị em bà con mình bỏ ra chút ít thời gian để theo dõi nha. Đó, con này Samco đời 2016 nha. Đó, xe thì nói chung chưa rửa rầm máy, chưa rửa gì hết cho nên hơi dơ. Ở phía ra ngoài động sơn còn rất là đẹp, rất là liền lạc nha. Đó, đèn LED zin theo xe còn luôn nha mọi người. Đó, em đã mở đèn lên cho bà con mình xem. Đó, giờ hiện tại cũng là 3 giờ chiều rồi. Đó, em quay cho bà con mình xem và tham khảo. Thì con xe là bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 716 triệu nha. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này qua form mới ha. Đèn cục, đèn ba cục nha mọi người. Đó, nó khác với phong cũ nha. Đó, xe thì cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc luôn. Anh chị em bà con nào muốn mua thì liên hệ ngay cho Tùng An Phát ha, để có cái giá tốt nhất cho mọi người khi đến xem xe và mua xe tại cửa hàng cũng như salon bên em nha mọi người. Bên em chuyên mua bán và trao đổi các loại ô tô, từ ô tô khách, ô tô du lịch cho đến ô tô tải nha. Anh chị em bà con nào có dòng xe nào cần bán hoặc cần trao đổi cứ alo cho em nha mọi người. Cụm đèn phía sau rất là đẹp ha, rất là sáng bóng sạch sẽ. Xe bà con mình về từ vỏ lớp đồng sơn đó, nội thất bà con mình nói chung là không phải làm thêm bất cứ gì đâu, tại vì dịp cận Tết rồi, với lại xe đang long lanh lắm rồi, bà con mình mua về chạy thôi, không phải làm thêm bất cứ điều gì đâu đó. Về phần vỏ lớp của em nó thì nói chung dàn vỏ thì cũng còn tương đối, về không phải thay nha mọi người đó, còn cỡ khoảng 6 đến 70% trở lên nha. Thì bà con mình hãy xem và trải nghiệm và đánh giá chung với em thôi, xem thử cái xe có đúng thực chất như cái lời quảng cáo của em hay không nha mọi người. Đó, xe này biển Đồng Nai ha, xe biển Đồng Nai, biển 60 tỉnh em luôn. Đó, bà con mình muốn sang tên đổi chủ là ok con dê luôn nha mọi người, không có gì phải lo. Đó, bà con nào xem được video nếu mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp thêm ý kiến cho em. Mà giới thiệu cái xe nên quay chi tiết những phần nào cho khách coi, để cho khách tham khảo thì bà con mình hãy góp ý cho em nha, để em có thêm cái động lực làm những cái video mới cho bà con mình xem nha. Đó, 716 triệu nha, có bớt cho bà con của mình khi đến xem xe và mua xe nha. Đó, không phải lo ha, con này đèn LED rồi nha mọi người, form mới ha, 216. Là mặt ga lăng phía trước nè, cụm đèn phía trước nè, đèn thì đẹp bóng bẩy nha, không gì phải bàn nhiều. Rồi bây giờ không có vòng vòng, không có xàm xàm mà mất nhiều thời gian của bà con của mình nữa nha. Rồi em lên thẳng trên cái phần nội thất cabin, soi cái phần nội thất cabin. Con này thì lạnh môi rồi nha mọi người, lạnh trên môi rồi ha, đèn các kiểu đồ có đầy đủ hết. Thì em sẽ lên cho bà con mình xem coi thử trên cái phần nội thất nó có đẹp không, nó có chạy xước nhiều hay không, về bà con mình có phải làm thêm cái gì hay không thì bà con hãy đi theo chân của em nha. Đây là này, ghế đỏ, sàn đỏ luôn nha mọi người, xe thì đẹp long lanh ha, long lanh. Đó, bà con cứ đến trực tiếp cửa hàng cũng như salon bên em xem xe và trao đổi thêm thông tin nha. Đó, xe thì rất đẹp, rất là nhiều xe để bà con mình lựa chọn ha, giá tầm trung. Đó, xe tải khởi nghiệp, xe tải cho bà con nào mới làm ăn lên thì gọi ngay chị em, hoặc là du lịch nó các kiểu, bà con muốn xe nào thì có xe đó, giá tầm trung cho mọi người thôi. Đó, xe thì ghế nè, nó về cái phần vách. Bà con mình xem á, nếu mà có gì đó không lạnh môi này nha mọi người, lạnh môi ha, đèn hột xài nè, đó, rất là đẹp luôn. Đó, có gì đó không đúng hoặc có gì đó sai sơ sót
thì mong anh chị em bà con của mình bỏ ra qua cho em ha, rồi đóng góp thêm ý kiến cho em để em làm những cái video thật sự nó chất lượng, thật sự nó ưng ý nhất cho bà con của mình, gửi đến cho bà con của mình ha. Ghế thì nói chung còn tương đối rất là đẹp luôn ha, xe dịch vụ, chất xe dịch vụ ha, cho nên bà con mình không phải lo nha. Có phần này nó hơi chảy xước, nó xấu xấu nè, để em làm lại cho mới, cho đẹp đẽ cho bà con của mình nha. Xe thì cực kỳ đẹp luôn, long lanh lộng lành luôn, chỗ này nó rách ra cái dây kéo nè, người đó là may lại thôi ha. Đó, xe thì bà con mình có thêm đóng góp gì cho em thì hãy đóng góp cho em nha. Đó, bà con mình xem và trải nghiệm nha mọi người. Lạnh trên môi nè, đó đèn led các kiểu nè, rất là đẹp luôn đó. Rồi bây giờ không có vòng vòng, không có xàm xàm, không có nói nhảm nhí, giới thiệu như đó đủ rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ lên cái phần nội thất cabin để cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó như thế nào ha. Bà con nào chi tiết thì đến trực tiếp anh em xem luôn ha mọi người ha. Đây, đây là phần nội thất nè. Em đề máy lên là em sẽ kết thúc luôn video nha mọi người. Con này thì chưa có màn hình nha. Con này chưa có màn hình. Con Samco đời 25 bữa trước em có lên thì nó có màn hình nha. Cái con Samco màu đỏ đó mọi người. Bữa hổm là 215 nha. Nhưng mà em báo lộn, em nhớ là nhầm đời con xe này nha. Mong anh chị em bà con mình xem thông cảm nha. Đó. Giờ em sẽ đề bà con nghe âm thanh tiếng máy nha. Máy lạnh là tuyệt vời, không phải lo nha. Đó. Vô lăng trợ lực rồi còn nhẹ sòm luôn. Các chức năng theo xe vẫn còn đang hoạt động tốt nha. Đó. Rất là đẹp, rất là ok nha. Không có gì phải lo hết nha. Từ gầm bệ máy móc của nó, bà con muốn tẩy rửa, em sẽ tẩy rửa hết cho bà con của mình nha. Đó. Chằn môi đồ nè. Nhìn ra phía sau nè. Đó. Đẹp nóng nanh chứ bà con. Bà con hãy góp thêm ý kiến cho em nha, để em hoàn thiện những cái video sau nha. Rồi đến đây không có dành mất nhiều thời gian của bà con của mình nữa. Em sẽ đi xuống và một vòng nữa cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó, rồi em sẽ kết thúc cái video nha. Mong bà con mình sẽ đón nhận em bằng cách đăng ký kênh nha, ấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất nha. Rồi hãy góp thêm ý kiến cho em để em lấy đó làm động lực làm những cái video hay, làm những cái video mới mẻ nhất để gửi gắm tới bà con của mình tham khảo và xem giải trí nha. Rồi đến đây không có dành mất thời gian của bà con mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nha.